Bạn, hôm nay cùng tô bức tranh bãi biển này với mình nhá. Tiên mình sẽ tô thân cây dừa. Sau đó sẽ tô lá dừa. Tiếp theo mình sẽ tô đám mây. Sau đó mình sẽ tô cá heo. Khi mặt trời đang lặn lên mình sẽ tô màu đỏ. Sau đó sẽ tô biển. Tiếp theo tô chiếc ghế này màu nâu. Đi gấp một cái. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.